Xin chào các bạn, mình tên là anh Tuấn và đây là video hướng dẫn học hiệu ứng phim ảnh bằng tiếng Việt. Ở trong video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu các kiến thức cơ bản cần thiết cho compositing. Và trong phần này mình sẽ nói về những khái niệm cơ bản của máy quay phim. Và sau đây là một số thông số cơ bản của máy quay, camera và ống kính, lens. Đây là những khái niệm rất cần thiết trong công việc tạo hiệu ứng phim ảnh, đặc biệt là khi các bạn sử dụng phần mềm như là PFTrack để dò tìm và bắt chuyển động của các máy quay và camera. Thì các thông số cơ bản gồm có như là độ mở ống kính, aperture hoặc là f-stop, tốc độ chụp, shutter speed, độ nhảy sáng của phim, ISO, tiêu cự ảnh, focal length, kích thước của phim, film back, góc nhìn, field of view. Và đầu tiên là thông số độ mở ống kính, aperture f-stop. Thông số này được dùng để mô tả độ lớn của ống kính khi mà ống kính mở ra để tiếp nhận một hình ảnh. Và đơn vị để mô tả thông số này là ví dụ như là f1.8, f4.0, f5.6, v.v. Thì các bạn chú ý là các con số này mà càng nhỏ thì ống kính mở ra càng to. Ví dụ trong bức hình này mô tả độ mở của ống kính khi mà ống kính tiếp nhận hình ảnh. Thì ở phía bên trên, ống kính mở ra to hơn là hình ở phía bên dưới. Như vậy, thông số aperture của hình phía bên trên sẽ nhỏ hơn thông số aperture của hình phía bên dưới. Và tiếp theo là các thông số tiêu cự, focal length, kích thước phim, film back, góc nhìn, field of view. Những thông số này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và mình sẽ mô tả trong sơ đồ này. Ở trong sơ đồ này thì các bạn thấy có những thông số được thể hiện là film back, tức là kích thước của phim nằm ở trong máy quay, lens tức là ống kính của máy quay, field of view tức là góc nhìn của máy quay, tức là giới hạn những vật thể mà máy quay có thể nhìn thấy được, khoảng cách từ phim của máy quay cho đến ống kính lens được thể hiện bằng thông số focal length, tức là tiêu cự. Và mối quan hệ giữa kích thước của phim, film back và góc nhìn, field of view được thể hiện như sau. Nếu các bạn tăng kích thước của phim thì đồng thời các bạn cũng sẽ tăng kích thước của góc nhìn máy quay. Như các bạn thấy ở trong hai sơ đồ này, khi các bạn tăng kích thước của phim thì đồng thời các bạn cũng tăng góc nhìn của máy quay, field of view. Và sau đây là đơn vị của những thông số này. Thông số tiêu cự focal length và thông số kích thước phim, film back được đo bằng đơn vị mm. Thông số góc nhìn, field of view thường được đo bằng đơn vị là độ, degree. Những thông số này rất là quan trọng khi các bạn sử dụng các phần mềm để dò bắt chuyển động như là PFTrack. Và ngoài ra còn rất quan trọng trong việc các bạn tạo hình 3D và tạo ra các cảnh phim ở trong 3D để kết hợp vào cảnh quay thật. Tiếp theo mình sẽ nói đến các hiệu ứng thực tế của ống kính, lens effects ở trong phim ảnh. Những hiệu ứng này là những hiệu ứng xảy ra trong đời thực mà khi các bạn sử dụng máy quay với ống kính thì các bạn sẽ nhìn thấy những hiệu ứng này. Và khi chúng ta thực hiện các hiệu ứng phim ảnh, chúng ta sẽ cố gắng giả lập những hiệu ứng này ở trong các phần mềm 3D cũng như là các phần mềm bố cục hình ảnh, compositing, v.v. Và những hiệu ứng này gồm có hiệu ứng ánh sáng lens flare, hiệu ứng mờ chuyển động motion blur, hiệu ứng lệch màu chromatic aberration, nhiễu phim film grain, độ sâu của ảnh depth of field, độ biến dạng của ống kính lens distortion và hiệu ứng khung đen vignette. Đầu tiên mình sẽ nói về hiệu ứng ánh sáng lens flare. Hiệu ứng này được tạo ra do ánh sáng mặt trời khúc xạ vào ống kính để tạo ra, và chúng ta có thể giả lập hiệu ứng này ở trong các phần mềm như là After Effects, Nuke, v.v. Ví dụ như trong bức ảnh này các bạn thấy là ánh sáng mặt trời rất là sáng, và khi các bạn quay trực tiếp ánh sáng mặt trời như vậy sẽ tạo ra hiệu ánh sáng lens flare, là các hình tròn mờ nhỏ mà các bạn có thể thấy như thế này, được gọi là hiệu ánh sáng lens flare. Và tiếp theo là hiệu ứng mờ chuyển động motion blur. Hiệu ứng này được tạo ra khi mà các bạn quay một vật thể chuyển động hoặc là một phông nền chuyển động. Và khi các bạn áp dụng hiệu ứng này vào một cảnh quay 3D mà các bạn tạo ra trong phần mềm 3D
thì sẽ làm cho cảnh phim trở nên thật hơn. Ví dụ trong bức ảnh này, hình ảnh vận động viên đua xe đạp đã bị mờ do anh ta chuyển động quá nhanh, trong khi cảnh phông nền vẫn rõ. Đây chính là hiệu ứng mờ chuyển động motion blur. Tiếp theo là hiệu ứng lệch màu chromatic aberration. Hiệu ứng này được tạo ra khi mà các kênh màu như là kênh màu đỏ, kênh xanh lá cây, kênh xanh dương bị lệch nhau ở trong một bức ảnh. Thì hiệu ứng này chúng ta chỉ nên áp dụng một cách rất là nhẹ nhàng và không nên lạm dụng, bởi vì khi mà các bạn lạm dụng hiệu ứng này thì sẽ thay vì làm cho bức ảnh cảnh phim trở nên thật hơn thì lại làm cho cảnh phim trở nên giả tạo. Ví dụ ở trong bức ảnh này, ở phần phía trên là bức ảnh mà không có hiệu ứng lệch màu chromatic aberration, và ở bên dưới là hình ảnh khi mà các bạn áp dụng hiệu ứng lệch màu chromatic aberration. Và khi các bạn áp dụng như mình đã nói là áp dụng một cách nhẹ nhàng thì có thể làm cho bức ảnh trở nên sống động và ấn tượng hơn. Và tiếp theo là độ nhiễu phim, film grain. Tính chất này chỉ có được khi các bạn sử dụng các cảnh quay thật từ máy quay, và các hình ảnh mà các bạn tạo ra từ các phần mềm 3D sẽ không có tính chất này. Vì thế khi chúng ta thêm tính chất này vào các hiệu ứng phim ảnh từ 3D của chúng ta thì sẽ giúp cho cảnh phim trở nên thật hơn, và chúng ta có thể giả lập tính chất này với các phần mềm như After Effects, Nuke, vân vân. Ở trong bức ảnh này thì là ví dụ cho tính chất của độ nhiễu phim, film grain. Khi các bạn phóng lớn vào một cảnh phim, các bạn sẽ thấy những chấm li ti màu trắng này. Những chấm này được gọi là độ nhiễu của phim, được gọi là film grain. Tiếp theo là độ sâu, gọi là depth of field. Và tính chất này sẽ làm cho vật chủ thể, foreground, trở nên rõ, hay được gọi là in focus, và làm cho phông nền, background trở nên mờ, gọi là out focus. Ví dụ như trong bức ảnh này, chụp bông hoa, thì như các bạn thấy bông hoa là vật chủ thể thì trở nên rõ ở trong bức ảnh, còn những vật khác ở đằng sau hay được gọi là phông nền, background thì trở nên mờ. Như vậy chúng ta thấy được tác dụng của hiệu ứng độ sâu của ảnh, depth of field. Tiếp theo là tính chất độ biến dạng của ống kính, lens distortion. Tính chất này là một tính chất cơ bản của các ống kính, và được thể hiện rõ nhất ở các ống kính rộng. Và khi mà ống kính mà càng rộng thì độ biến dạng càng nhiều. Chẳng hạn như các loại ống kính như fisheye hoặc là macro thì thể hiện độ biến dạng rất là nhiều. Chẳng hạn như trong tấm hình này, họ đã dùng ống kính fisheye, tức là mắt cá, để chụp tấm hình này, thì như các bạn thấy tấm hình đã bị biến dạng. Tiếp theo là hiệu ứng viền đen, vignette. Hiệu ứng này nếu mà áp dụng vào đúng chỗ thì sẽ làm cho bức ảnh trở nên ấn tượng hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên lạm dụng hiệu ứng này. Ví dụ như trong tấm hình này, thì như các bạn quan sát, ở bốn góc của tấm hình tối màu hơn là phần còn lại của tấm ảnh, tạo ra một loại giống như là khung đen bao bọc lấy tấm ảnh, thì hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng viền đen, vignette. Video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.